Có. Thấy tiếng người đòi ăn. Báo cáo các bác, em Thao Cô Gái hôm nay sẽ làm thủ tục thực hiện clip chuyển 10 con đà điểu cho một khách hàng 0976245524 lên bến xe Thái Nguyên. Và đây là khách hàng đã chuyển khoản đầy đủ 10 tiền 10 con đà điểu này. Và mình sẽ có trách nhiệm, mình sẽ niêm phong con dấu và sẽ đóng vào cái thùng xốp như này để chuyển đi cho các bác. Đấy. Đấy thì mình sẽ bắt từng con một. Đấy, quay đây để từ từ đã. Đây là những chú đà điểu này, là những chú đà điểu con giống. Đấy. Túm tụ vào đây. Đó. Thì khi chúng ta bắt, rất đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cầm thế này thôi, cầm bụng nó thế này này. Đấy. 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 Nếu mà bắt hai tay thì nó sẽ đúng hơn. Quay ở đây để anh vào đây. Nó nhanh mà. Nhanh nhẹn lắm. Nhanh nhẹn lắm. Bọn này là nhanh nhẹn lắm. Hai chú. Nó ngoài sa mạc mà. Ba chú. Đây, mỗi thùng 5 con. Đấy, mỗi một thùng này là 5 chú, 2, 4, 5, cho bằng ấy vào đây, dán cái này vào, dán đi, dán kín luôn đi. Ôi, chú Mạnh, chuyên gia xe ôm, mang ra bến xe Sơn Tây, từ nhà mình ra Sơn Tây khoảng chục cây, đấy, hơn chục cây tí. Quấn cái đường viền của nó mới. Mình có thể đựng 10 con được, nhưng mà thôi mình đựng con là cho nó thoáng. Thôi, để thôi. Loại này các bạn về các bạn cứ làm theo cái đâu đưa được cái nắp đây. Ở dưới cái nắp này nó có một cái ở dưới cái nắp này nó có một cái tờ hướng dẫn sử dụng chăn nuôi cho các bạn nhé. Tôi để hai tờ, một lớp dưới đây này. Đó. Thì các bạn lật ra các bạn xem hướng dẫn nhé. Ở đây là cái thùng nữa. 5. À. Một chú tiếp tục. Hai chú. Ba chú thì cứ nghe đi. Cho con to này bắt đều tay, nằm chú đóng nắp vào kịp ra 2, 4, 5. Ok,
đây là mình nhốt tạm thời đây cho nó khỏe mạnh thôi. Con đà điểu này là được con giống là thuộc về bản địa đấy. Loại này các bạn tôi có đăng ở trên cái kênh chim cu gáy hay của tôi. Tôi tên là Thao, số điện thoại là 01 63 53 05 982. Một cái điều kiện rất là thuận lợi để tôi phát triển trang trại chim cu, nhưng mà tôi lại uống nuôi và nhận thôi. Đáng kỹ quá lại chả cậy được đấy. Lên đi, bưng lên đi, hai người mỗi người một thùng. Bảo chú Mạnh chú đỡ ra một thùng ra ngoài trước đấy. Mạnh để thùng đấy, đỡ thùng này ra đã. Lộn mẹ xuống cái chết dở đấy, lộn phát là ảnh hưởng. Cốt nhất là cẩn thận rồi này, của mình cũng như của người. Đấy, thế rồi xác cầm băng dính. Chiều nay sẽ có hai thùng, ba thùng đi tiếp. Chiều nay sẽ có ba thùng đi tiếp. Thì báo cáo với các bác là những chú đà điểu là những chú đà điểu được tiêm nhỏ vaccine và được rất là khỏe mạnh. Thì đây là mình vừa mới chuyển từ trại gọi là đến cái giai đoạn xuất bán, thì mình có cái điều kiện thuận lợi ở gần đây thì mình có nhận. Thường là các bác cũng chuyển khoản hoặc đặt tiền phần nào chúng tôi mới tiếp nhận đơn hàng. Thì vì con đà điểu này nó rất là phức tạp, nó không phải là như cái gì nó là như nhưng các bạn mua ngoài thì tôi không biết, nhưng mua cái này là thuộc về của nó thuộc của viện chăn nuôi. Nên các bạn là con đà điểu nó phải đảm bảo ngày tuổi, rồi đảm bảo về sức khỏe, đảm bảo về quy trình thì chúng tôi mới xuất bán ra. Đó, các bạn thấy đây là những chú đà điểu rất là còn đang ăn sốc, rất là khỏe mạnh đúng không ạ? Nó thì có thể là buổi chiều nay là tầm 5 giờ chiều là các bạn có thể là thả vào chuồng của các bạn nuôi rồi. Đó, thì khi nhận thì các bạn cố gắng sẽ liên hệ cho tôi. Đó. Đấy. 2 4 6 8 10 24. Đó, thì các bạn có thể liên hệ đến cái số tổng đài chim cu gáy cũng như là con đà điểu con giống. Trả dấu thì các bác đây là tôi vẫn, anh em vẫn gọi là Thao chim cu gáy, nhưng thực ra là tôi bán cái con giống đà điểu cũng rất là ok. Con giống đà điểu đây là trang trại của tôi. Đó, trang trại chim cu ấy. Nên đây là khu vực tôi đang gột khu chuồng này, tôi đang tạm giữ trong mấy tiếng đồng hồ để đợi nó đúng xe, đúng kịp xe. Thì báo cáo với các bạn là cái này thì trông thế này thôi, nhưng chúng tôi có thể gửi đi tận bến xe miền Đông Sài Gòn, gửi đi các tỉnh ở khu vực miền Trung miền Bắc thì quá ok, còn gửi vào đến bến xe miền Đông Sài Gòn thì là ok. Chúng tôi sẽ có cách gửi và đảm bảo an toàn tuyệt đối nhé các bạn nhé. Đã từng gửi nhiều đơn rồi và người ta đã nuôi thành công và đã cảm ơn ra rất nhiều. Một lần nữa tôi xin giới thiệu lại cái số điện thoại là 01 63 53 05 982. Nếu các bạn nên gọi điện để tư vấn cũng như đặt hàng có con giống đà điểu. Hiện năm 2018 thì cũng đã sắp hết vụ rồi. Hôm nay là tầm tháng dương lịch là đã cuối tháng 8 rồi, 20 mấy tháng 8 rồi. Thì còn khoảng 1 tháng nữa là chúng ta có thể là tạm gần như là con giống đã là hết, gần như không còn bao nhiêu nữa cả. Mùa chính của nó là bắt đầu từ Tết. Từ Tết chúng ta ăn Tết âm lịch xong ra là bắt đầu là có con giống nó rộ lên. Đó. Thì báo cáo các bác là như vậy. Đó. Thì mình lên thì mình hướng dẫn cái anh xe ôm, anh mang ra bến xe Sơn Tây. Rồi anh mang ra anh gửi lên bến xe Thái Nguyên.
buộc được chưa? Ôi nghe đất nẻo thế. Mày phải buộc ngon nghẻ vào chứ nó lộn nó phát ra chết dở đấy thằng em ạ. Ô, mày buộc hai thằng giữ nhau rồi mày xỏ ngang qua thế nó vỡ xốp thì làm nào? Rồi. Ok. Lên đường đi bên xe Thái Nguyên. Ok. Alo. Alo, tôi nghe anh ơi. Đúng rồi, tôi thao cô gái đây. Gửi được, tôi gửi toàn quốc mà. Bình Dương thì tôi cũng có gửi một vài người rồi. Tùy anh thôi, anh thích nhấy nhóm nào thì nhóm thôi, nó sẽ dao động một vài trăm hoặc là có thể hơn, đúng không? Nhưng cái đấy là do mình có một cái xác định mình muốn chơi một con chim như thế nào. Chuyển đưa nhà xe cũng được, chuyển khoản được. Nếu bạn cảm thấy tin tưởng thì bạn chuyển khoản thì nó đỡ phải quản lý. Ngày nào trở chuyển vào trong miền Nam, đúng rồi. Miền Nam, miền Tây quá nhiều luôn. Được, nói địa chỉ đấy là tôi biết rồi, tôi có cẩn thận nó lộn nha. Có những khách hàng là nó cũng có những khách hàng là cũng ở đấy rồi. Bình Dương khu anh vừa nói là tôi biết. Đó. Rồi thì bắt chắc là bạn tìm hiểu rồi, tôi có cái đăng ở trên mạng đấy, cái số điện thoại của tôi đây, anh đang kết nối đây, là tôi buôn bán về con đà điểu với con chim cu gáy, là đơn vị bán hàng chính thống, nói chung là uy tín, được anh em đánh giá là như vậy. Nhưng còn tùy thôi, bạn tin tưởng thì bạn mua thôi, tôi